Có một buổi sáng mình chợt nhận ra là em thích bé bỏng của mình ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai có quan điểm và lý tưởng sống một cách rất là rõ ràng rồi. Ngay cả bữa sáng dù mẹ đã đưa ra 3-4 option khác nhau nhưng mà cậu ta là vẫn cứ kiên quyết giữ cái sở thích cá nhân là ăn bánh cuốn trứng. Mặc dù mẹ đã cố gắng giải thích là ngày hôm qua con đã ăn bánh cuốn rồi thì hôm nay nên đổi món, nhưng không. Bánh matcha thì sao? Bánh cuốn trứng. Bánh mì thì sao? Bánh cuốn trứng. Có mỗi thế thôi mà hai mẹ con phải tâm sự với nhau mất 15 phút mỗi sáng đấy. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã thương thảo thành công rồi. Hôm nay thì Phích sẽ lại ăn bánh chocolate kem lạnh ở nhà chú Nguyên cô Linh. Sáng nay thì Phích còn đem theo quà để tặng cô giáo nữa. Đây, đây. Chị đây. Thế này đi. Wow. Phích biết à? Năm ngoái thì tặng dầu gội rồi nên là năm nay mẹ cháu sẽ chọn cái búp sữa tắm. Nhìn cái hộp quà là thấy an lành dễ thương lắm luôn ấy. Hộp quà all in one có đi kèm cả thiệp nhá. Và cả một hộp trà nữa. Còn mềm thì luôn đa dạng về sản phẩm với các mức giá rồi nên là các mẹ tha hồ lựa chọn nhá. Con đã vui vẻ đến lớp rồi, rồi thì đến lượt mẹ về nhà và tiếp tục những công việc hàng ngày thôi. Giờ thì bye bye mọi người nhá.